bức tranh về nguồn cội nổi dậy biên giới của dân tộc Việt Nam. Ngày sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, giữa muôn vàn khó khăn trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và bảo vệ nước sinh thời luôn quan tâm đến công tác văn hóa giáo dục. Chính vì vậy, hội nghị văn hóa toàn quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Người khẳng định văn hóa soi đường cho quốc gia đi, văn hóa là động lực phát triển xã hội, dễ sáng của tiến hóa, tiến bộ và nhân văn. Thank you.